Hả? Không ngồi đi. Hả? Sao vậy? Ừ? Nào. Vậy đi đâu luôn á? Hả? Đi. Làm tươi ngon nha. Ừ. Ta biết nhà cái bà đấy. Nhà với bà đấy. Ừ. Hả? Nhà với bà nhé. Nhà với bà đi. Ừ. Nào. Hả? Nào. Ở nhà ngủ đi chứ. Các con ngủ mà. Ừ. Ừ. Thế chạy về lấy nó đi. Chạy về lấy ngủ đi. Chạy ra cho đi. Ngủ để lấy tivi à. Lấy tivi á. Nhá. Lấy tivi á. Đây này, đây 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 nhá. Ờ, con Trấn nha. Cầm đi, cầm ra lại đồ. Cầm ra lại rồi bác. Đi rồi rồi. Đi đâu kia, đi rồi kia. Đồ đấy mà. Rồi, cho vào đấy. Rồi. Đi rồi, đi. Đi ra lại đầu kia đi. Đi. Nào. Hả? Cầm lại đầu kia đi. Đi đi.
Thì sao anh biết? Đi hại anh nhiều thế nào? Hả? Đi. Thôi đi ngồi đây đi, đi đi. Đi. Ngồi đi. Hả? Sao? Được chưa? Hả? À? Được chưa? À. Ừ. Chỉ nhiều đấy nhờ. Bạn đang lấy được này. Bạn đi xóa đây. Abby, nào, anh lên không? Rồi, bê về thôi. Thôi được rồi, đi. Đi đi. Đây đây để đồ vào đây. Đi đánh. Đánh 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 đánh. Ngồi đánh nhá, có đây. Ngồi đánh nhá. Anh cười cái rồ đấy. Ăn đậu à? Ừ. Ngồi chớ rồi đó. Hả? Về đâu? Ngồi đâu? Ngồi cháu đi. Ngồi chớ à? Ờ thì ngồi chớ được. Để cứ ngồi đấy. Ngồi ngoan nè, là, làm cho băng nè. Đó. Nha. Ít.
mới đấy, mới đấy, mới ngoan. Đâu à? Cầm đi. Đó. À. Đây thôi thì làm. Đó. Cái ca đây nào. Hả? Đây đây phải có cả dưa. Đây thì ở địa phương này của này cà rất không nhiều. Đi đi chạy vào cất mù đi. Chạy vào cất mù đi. Chạy vào cất mù đi. Cất mù đi. Cất mù vào trong nhà. Cái thớt nhá, ngồi đây nhá. Thì dao lấy thớt để mình thái cà nhá. Rồi. Để lấy cái dao nhá. Sao vậy? Hả?
Ô, lấy thêm cả đi, mang xuống đây. Mang xuống đây, mang xuống đây. Mang xuống đấy, mang xuống rồi đi. Ấy. Ấy. Ấm ơi cơ, lấy giáo đây cơ. Làm đây đây. Mang đây đi. Đi đây đi ạ. Hả? Mang đây đi nào. Mang đây đi. Ở đây. Ôi trời ơi. Đi lại lấy thêm trà đó. Ừ. Nhiều nhỉ. Mang đây. Thấy con à? Con đâu? Mang đây đây nào. Phơi như này kiểu hèo hèo đấy, muối nhá. Cầm cà đấy, cầm cà đấy. Cà đâu đấy? Cà đâu? Đấy con quả đấy mang đấy. Mang đấy. Rồi. Rồi. Ôi cắn thế này á. Rồi nha. Cà này là mình phơi hèo đó, mình muối mọi người nhá. Con cà này, đừng không ăn đâu con nào. Sáng đây bế nào, sáng đây tí nào làm mồi ăn được ăn đấy. Lá đấy, ăn đấy. Cái này không ăn được, lên đấy, lên đấy. Đến đấy, lên bế đó. Đây, cà này. Cà này là... Đấy. Bị cà tay nào, cà tay, cà tay. Bibi và bố đã thu hoạch ngày hôm qua đây. Hôm nay bắt đầu là làm món cà muối hủ chua. Cà rất là ngon đấy. Bibi rất tiếc là các bạn khán giả ở xa, nhưng ở gần thì Bibi và bố lại có những hủ quà, hủ cà này là muối dành tặng mọi người. Do xa quá không gửi được. Đưa đằng đây, cầm đằng đây. Cầm ca đằng đây. Đây ba. Làm đi lấy ca đi cho ba nào. Ca đằng đây. Thế đấy. Được rồi. Rồi, Bi đừng ra đi, Bi ra đi, ra đi, ra đi để bà cái bê này ra phơi khi nắng. Nhiều đây. Ừ. Đâu vậy? Bà phơi đây mà. Hả? Đứng ra nắng. Đứng ra nắng. Ừ. Đó. Rồi, phơi đây mà. Phơi đây. Rồi được rồi. Đi vào phơi nắng đi. 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 Đi vào ăn. Vào trưa. Đi.
vào tầng trước đi. Ghế đi, ghế đi vào tầng trước. Đi vào ăn cơm. À, ăn cơm nhá. Thôi ta đi, đi cơm. Đi. Ăn cơm. Dạ. Chào anh nha. Cái ca này là mình hơi héo lắm, mình muối mọi người nhé. Đó. Rồi, phơi đây mà. Mình phơi đây. Rồi được rồi. Đi vào phơi nắng đi. Đi. Đi.
Hả? Nhớ. Không ngủ. Không ngủ ở thế này. Ui, bữa. Bữa hay sao vậy? Ui, bữa cắt. Bữa cắt đấy. Nó cần chưa ăn đâu, chưa ăn đâu. Nghe mùi 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 này. Mặn đấy, mùi. Mặn, muốn ăn được.
mà đẹp vậy ạ. Biên rau à? Biên rau đấy.